Hello, hello, xin chào các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ cập nhật lại cái kích thước của cái cây quế giống và cái thứ hai là về giá cả để cho các bác xem là đến thời điểm bây giờ là ngày 17 tháng 8. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay lại cho các bác về kích thước trước đã, sau đó là em sẽ cập nhật về giá cả cho các bác sau. Đấy, thấy trước tiên thì để cho các bác đi dạo quanh một vòng, sau đó là em sẽ cập nhật về cái kích thước và về giá cả cho các bác tới thời điểm bây giờ ấy là ngày 17 tháng 8 2022. Đó. Các bác sẽ đi cùng em tham quan qua một lượt luôn. Phía bên này thì gọi là cái cây quế đã được đảo bầu ấy. Thì là xếp ra hai bên cạnh ấy thì nó cao, chỗ nào cao thì cây lá cứng thì mình mới cho vào. Đó, còn cái phần trong này thì nó hơi thấp thì mình như không lấy đâu. Đây, phía đằng ngoài thì nó đường rộng hơn. Và phía đằng bên này thì là cái cây của năm nay thôi. Đó, cây năm nay thì nó đạt được là có cây khoảng là một gang thì nó đạt được khoảng 20 phân đấy. Có cây thì được 30 phân. Tuy nhiên đối với cây này thì nó còn nhỏ. Đó, cây năm nay thì nhỏ lắm. Đấy, vì cái thân của nó ấy mới bằng cái que tăm. Thân của nó bằng hơn que tăm thôi. Đó. Thì cây này thì chưa được đâu. Năm nay thì phát triển hơi chậm. Mà đến tháng 10 năm nay thì chắc cũng chưa được bán. Đó. Nó còn nhỏ như này thì chưa chưa thể bán được. Và cái cây của năm ngoái đây. Đó. Thì chúng ta sẽ đi tham quan một vòng đấy nha. Quanh quanh một vòng nữa. Còn nhiều lắm các bác ạ. Quanh quanh một vòng đấy nhá. Thì là đằng bên kia nữa cơ. Đó. Đằng bên kia nữa. Đằng bên kia thì còn khá khá nhiều. À, cây thì nó cao. Theo từng luống đi thì là mình sẽ xếp ra. Đây, đi xem cả bên kia nữa luôn. Đó. Tiếp theo ở cả bên này này. Đó, luống này cũng đẹp lắm. Để làm được một cái cây quế đẹp như này thì mình phải có cái thứ nhất là đối với vườn thì nó phải thông thoáng đã, nên là làm cao lên nha để thoát nước. Đó. Thoát đường nước và mình thì cũng tưới đủ độ ấm. Đằng bên dưới kia kìa. Thấy chưa? Nhiều chưa? Đó, còn nhiều lắm các bác ạ. Đó. Ô dưới kia nữa, tức là những cái dây luống luống đằng bên kia thì là đã bán đi rồi thì là bây giờ lại dồn vào những cái luống ở hai bên cạnh đây và những cái luống ở bên này thì lại làm cả cây hồi nữa. Đó, bên này thì làm cả cây hồi nữa nha. Năm nay thì hồi phía bên này thì lên ấy không không được đạt lắm, nó có nhiều cái cây nó không lên. À, quan trọng là bây giờ mình sẽ đi cập nhật lại cái quế thôi nha. Thứ nhất này. Phía bên này thì còn nhiều nhiều lắm các bác ơi, các bác cứ thoải mái mà lựa chọn và lấy. Đây em sẽ đi qua cái luống này, sau đó là cập nhật lại một lượt cho các bác cận cảnh hơn nha. Đó, thấy chưa, đẹp chưa, các bác nhìn này này, chuẩn chưa. Đấy. Ở trong hai bên cạnh là mình đã dồn vào rồi. Đấy, thấy chưa, chuẩn chưa. Và bây giờ là em sẽ lấy một cái cây gọi là trung bình thôi. Cây gọi là trung bình ra để mình cây này thì là cao này nhưng mà là cái ngọn của nó còn non, như vậy là chưa lấy đi cho các bác được. Đấy. Đấy, cây này cao này. Đấy, cây này cao rồi, ngọn nó cứng rồi. Đối với loại cây này thì sẽ lấy cho các bác. Đây này, cứng như này này, thấy chưa? Đó. Đây, bây giờ em sẽ lấy ra một cái cây nhé. Cây này thì là gọi là cao rồi, loại này cao nhé. Thứ nhất là về kích thước đấy. Đây là một gang này. Hai gang này. Ba gang, cây này được 70 phân đấy. Cây này gọi là thuộc dạng cao nhất trong những, gần như là những cái cây cao rồi, cao nhất đi. Đó. Và cái thân này, đây em cho các bác xem cái thân đây nhé. Thân thì nó to, cái này phải bằng gần bằng đầu đúa rồi. Đó, gần bằng đầu đúa rồi. Và thứ hai là cái bầu. Bầu ở đây thì là bầu 6.
nhân 12 rồi. Rễ thì của cây năm ngoái nó ra như này cơ. Đó, rễ ra rất là đẹp luôn. Đó, rễ rất là nhiều rồi. Và bây giờ cái rễ ở trong cái bầu này nó cũng nhiều và làm cho cái bầu ấy nó cứng lên như này. Đó, các bác nhìn này, này. Rất là đẹp, rất là chuẩn luôn. Thì các bác khi mà trồng ấy là các bác sẽ gần như là đảm bảo tỷ lệ sống rất là cao luôn. Phải bét ra cũng phải trên 90 mấy%, hoặc là bác nào mà chăm sóc được kỹ ấy, có thể là được 100% đó. Đấy nhá. Đấy, đối với cây như này. Còn là thứ hai thì em xin cập nhật về giá cả luôn. Đối với các bác mà đến tận vườn lấy ấy, với số lượng nó gọi là bán lẻ đó cho các bác nhá, thì là cây 1.200 các bác nhá. Nên là em cập nhật lại này. Đối với cây mà mình bán lẻ ấy, là cây 1.200, còn các bác mà lấy nhiều khoảng vạn trở lên ấy, thì có thể là thương lượng thông qua khi các bác gọi điện thoại cho em. Đó. Đấy, còn nhiều lắm các bác ạ. Ở đằng bên kia nữa cơ. Nếu mà còn gửi qua cái đường bưu điện ấy, hay là gửi qua Viettel Post thì là tùy vào cái ship thôi. Còn mà gửi đi tận miền Nam ấy, khu vực miền Nam ấy mà dưới 1.000 cây thì là giá cả là 5.000 một cây nha các bác nha. Đó. Đây. Còn là trên 1.000 cây thì nó khác, bởi vì là cái giá vận chuyển nên nó hơi hơi nhiều tiền. Đấy. Phía phía đằng bên kia đây. Có cây thì cao lắm, mà cây kia là cao cao đến tận hơn 80 phân. Cây kia là cao lắm rồi. Mà nói chung thì cây của năm ngoái để lại nó trồng ấy thì cứng cáp hơn các bác ạ. Thế có nhiều bác thì cứ lại thích cái cây của năm nay để lấy lứa đầu tiên. Tuy nhiên đấy là cũng là do sở thích của khách hàng thôi. Thì em nên khuyên các bác, tức là các bác nên lấy cái cây của năm ngoái, bởi vì cái rễ của nó ra được dài rồi, nó thì trồng mới được tốt. Và cây thì nó to, mập, cứng cáp nha các bác nha. Thế xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video clip lần sau.